Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng công ty Toyota Tàng Cảng. Thì hiện tại thì công ty mình mới vừa thu về một chiếc xe đến từ hãng Honda nha các bạn, Honda Jazz số tự động đời 2018. Nội thất còn rất là mới luôn, đầu DVD, số tự động, ghế da, bọc trần, một mẫu xe 5 chỗ rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta mua về để mà đi gia đình. Thì mình chuẩn bị đi giao cái xe này cho bên dịch vụ để mà làm đẹp xe lại. Thì trước khi mình đi giao á, thì mình sẽ dành một vài phút ngắn để mà quay sơ về cái hiện trạng của xe, ngoại thất, nội thất, và mình công bố về cái giá luôn, để cho các bạn nào chúng ta đang tìm, đang quan tâm đến những cái xe đến từ Honda á, thì thông qua clip này các bạn thấy được thực tế về xe. Nếu yêu thích thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể và rõ ràng hơn về cái chi phí lăn bánh cũng như những cái thủ tục và mua bán xe nha các bạn, để cho các bạn chúng ta nắm trước khi các bạn lên coi xe. Vâng, xin mời các bạn. Và mình xin điểm lại thông tin về chiếc xe này nha các bạn. Đây là Honda Jazz số tự động đời 2018. Xe đi được 42.000 km, màu ngoại thất của xe là màu bạc và xe mang biển số thành phố luôn nha các bạn. Hiện trạng cái xe này mới vừa được công ty mình thu về, chưa được dọn dẹp hay là vệ sinh theo công nghệ Marukuri của Nhật Bản. Hiện trạng cái xe mới vừa về luôn, chỉ được rửa nước thôi. Và bây giờ mình đi cận cảnh để xem cái xe này cái hiện trạng như thế nào nha các bạn. Cái mặt ca lăng trước rất là đẹp luôn này nha các bạn. Đó, mặt ca lăng trước chạy dài, còn rất là mới. Cụm đèn theo kiểu chia khoang, ba khoang. Tình trạng cản trước thì có một số cái vết trầy không đáng kể nha các bạn. Về cái mẫu Honda Jazz này rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta để mua để đi mà đi gia đình, tại vì nó thiết kế theo một cái phân khúc nhỏ gọn, không có mang theo cái khuynh hướng mà chạy dịch vụ hay là kinh doanh gì hết trơn nha các bạn. Rồi tình trạng mâm lớp này, bạn để thấy mâm thì có một số vết trầy nhẹ thôi, chắc là do thay lớp. Còn tình trạng lớp còn rất là dày luôn, do mới đi được có 42.000 km thôi, cho nên tình trạng mâm lớp còn rất là mới nha các bạn. Đây thấy đây, khá là mới, bộ mâm rất là nhiều chấu luôn. Tổng thể về cái ngoại thất của xe, với một cái gương chiếu hậu màu đen tạo điểm nhấn cho xe nha các bạn. Đó, tay nắm cửa mạ chrome. Các bạn xem cái sùng chỉ của xe này nè. Cái xe này thì sùng chỉ nó còn nguyên, rất là liền lạc luôn nha các bạn. Xe thì bên công ty mình cam kết không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tô đồng hồ, cho nên các bạn cứ yên tâm về những vấn đề đó. Về tình trạng mâm lớp phía sau này còn rất là mới luôn, một mẫu xe gia đình chạy khá là kỹ nha các bạn, chạy 3 năm rồi, đã 3 năm rồi mà giữ được một chiếc xe như thế này cũng khá là kỹ. Phía sau xe thì đã có 4 cảm biến rồi, thì rất an toàn cho các bạn chúng ta khi mà chúng ta đổ xe, khi nào nó cách khoảng 1,5 m thì nó sẽ kêu, phát ra tiếng kêu bên trong xe nha các bạn, để chúng ta để ý tránh va vào cái mặt cản phía sau. Thì đối với cái đặc trưng của xe Honda Jazz này á, thì nó sẽ phủ một cái cốp khá là rộng, và cái hàng ghế thứ hai thì nó có thể gập lại được luôn nha các bạn. Trường hợp mà chúng ta cần chở đồ cồng kềnh gì đó thì chúng ta hay gập hàng ghế thứ hai lại, thì nó sẽ có nguyên được một cốp dài rất là rộng luôn. Đồ đạc của khách còn nguyên trên xe nha các bạn, bên công ty mình chưa dọn dẹp, mới vừa về. Tình trạng cốp phía sau nè, các bạn thấy nè, chưa có từng có dấu tháo ốc ra luôn nè. Sùng chỉ còn nguyên luôn, chưa bao giờ bị cắn đụng nha các bạn, chưa từng bị cắn đụng qua quẹt.
đó, khi mà vỏ cốp nó lên á, các bạn thấy rất là rộng luôn. Tình trạng mâm lốp bên phải nè, mâm còn nguyên, lốp còn rất là dày nha các bạn. Thì đối với lốp xe này thì chúng ta đi khoảng độ 20.000 nữa thì mình mới có thay, 20.000 nữa thì mới đúng cái độ mòn của lốp mà mình cần phải thay nha các bạn. Một cái anten dạng ve cá mập trên xe. Về tổng thể về ngoại thất của xe thì cái xe này cái màu sơn còn rất là đẹp nha các bạn. Chạy xước thì không có nhiều, chỉ có một số cái vết nhỏ thôi. Thì chủ trước chạy cũng khá là kỹ đó, cho nên giữ được một cái xe cũng khá là mới. Trang bị phụ kiện có cái chén cửa này, dán phim và cái che mưa, viền che mưa. Phụ kiện cơ bản được chủ trước trang bị lên xe. Vào nội thất để mình xem cái nội thất nha các bạn. Đây, một cái khoang nội thất rất là rộng luôn. Đó là một điều đặc trưng của những cái xe đến từ hãng Honda nha các bạn. Luôn luôn ưu tiên vào cái sự thoải mái của người ngồi. Đã được chủ bọc lại ghế da nha các bạn. Ghế da với những đường chỉ màu vàng, nhìn rất là cá tính, rất là sang trọng một chiếc xe. Bệ bước chân, bằng inox, lót sàn. Cùng đồng hồ 3 ô. Đây số km thực tế nha các bạn, 41.967 km. Vô lăng nè, vô lăng còn rất là mới luôn. Về những cái tính năng trên xe này thì có ở đây, bên trên vô lăng thì chúng ta có thể điều chỉnh được âm lượng nhạc này, qua bài hoặc điều chỉnh màn hình đa thông tin. Bên phải thì có cruise control, ga tự động. Còn dưới cái vô lăng này á, thì có lại chỉ số trên vô lăng, chúng ta có thể kết hợp với việc số có cấp. Vô lăng cái đường chỉ màu đỏ nè, rất là cá tính. Về bước vào cái cụm đồng hồ, cái màn hình của xe, màn hình của xe sở hữu một cái màn hình DVD rất là phẳng luôn, nhìn rất là sang nha các bạn. Điều hòa tự động này, vừa đủ để dùng nha các bạn. Kết nối Bluetooth rất tiện lợi. Cọc số tự động tĩnh tiến luôn với cái số S đây. Được chủ trang bị luôn cái trải táp lô để chống cái nắng các bạn. Nắng nó sẽ bị bạc màu cái táp lô này, cho nên là nó đỡ nha các bạn. Những cái khoang chứa đồ này rất là rộng, rất là nhiều khoang. Đó, bệ tựa tay này, ghế da cũng rất là mới nha các bạn. Đó, chưa vệ sinh mà nó còn mới vậy. Chủ giữ cái xe này rất là kỹ. Còn nguyên sổ bổ dưỡng của xe trong này. Trần xe là màu đen nha các bạn, đã được bọc lại rồi để tránh việc bám bẩn dơ. Có cân bằng điện tử nè, chống trượt nè, rồi chế độ lái Econ. Rồi ở đây có một cái hộc để mà đẩy cái ly cà phê nha các bạn. Đối với trường hợp các bạn nào chúng ta có sở thích cà phê vào buổi sáng. Ghế thì vẫn còn là ghế chỉnh cơ. Gập gương nè, bằng một nút bấm thôi. Ở cửa kính của ghế tài á, thì là tự động một chạm nha các bạn. Còn ở các hàng ghế còn lại á, là không tự động. Ngồi rất là rộng rãi luôn, các bạn nghĩ thấy ngồi rất là rộng rãi nha các bạn. Lót sàn, ừ.
để mình ra phía sau, mình quay lên phía trước để các bạn xem được cái sự rộng rãi của cái xe Honda này, Honda Jazz này. Rất rộng rãi nha các bạn, ngồi phía sau, người ngồi phía sau rất là thoải mái. Và hàng ghế này thứ hai này có thể gập lại nha các bạn, chúng ta có thể gập lại. Quay lên phía trước nè, rất là rộng rãi, một cái nội thất màu đen rất là sang trọng. Do cái xe chưa được vệ sinh đó các bạn, cho nên là nó nhìn nó còn hơi dơ. Thì khoảng độ thêm 5 ngày nữa thì cái xe này sẽ được bên công ty mình chào bán. Hiện tại thì mới chỉ được kiểm tra 176 hạng mục thôi. Thì mọi cái hạng mục đều ok hết rồi. Bước tiếp theo của cái xe này sẽ được đem đi làm đẹp theo công nghệ Marukuri của Nhật Bản. Thì sau khi làm đẹp thì các hạng mục trong cái quá trình làm đẹp xe thì nó bao gồm đánh bát bóng toàn diện xe, vệ sinh khoang động cơ, vệ sinh khung gầm, vệ sinh nội thất, khử mùi giàn lạnh, diệt khuẩn, tất cả những công đoạn để mà làm sao cái xe này khi mà đem ra chào bán nó gần giống như xe mới luôn nha các bạn. Và mình đã đi tổng thể về cái xe này rồi, mình xin điểm lại thông tin về cái xe này nha các bạn. Đây là Honda Jazz số tự động đời 2018, xe đi được 42.000 km, mang biển số thành phố luôn. Xe đứng tên cá nhân nha các bạn, một chủ duy nhất. Và hiện tại cái xe này đang được công ty mình dự kiến chào bán với mức giá là 540 triệu, chỉ 540 triệu thôi. Thì giá của nó chỉ ngang ngửa với cái xe Vios E số tự động thôi nha các bạn. Thông qua clip này thì chúng ta thấy được những hình ảnh thực tế về xe và chúng ta cân nhắc lựa chọn cái mẫu xe sao cho nó hợp lý với cái số tiền mình bỏ ra và những cái công dụng mà mình mang lại từ một chiếc xe. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy gọi cho mình. Mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể và rõ ràng hơn về cái chi phí lăn bánh cũng như những cái thủ tục mà mua bán xe qua sử dụng để cho các bạn chúng ta nắm. Và nãy giờ mình đã quay cận cảnh về cái xe rồi, thì các bạn cũng đã thấy thực tế về cái hiện trạng của cái xe chưa làm đẹp, chưa vệ sinh, chưa làm đẹp. Thì nếu như các bạn yêu thích thì chúng ta hãy gọi cho mình trước khi mà lên coi xe để mình cập nhật cái xe đã có khách mua hay chưa, khách cập hay chưa, để chúng ta tránh cái việc mà lên rồi, lên tới nơi rồi mà cái xe đã có khách cọc thì rất là tiếc nha các bạn, tốn nhiều thời gian và công sức các bạn đi đường. Vâng, và cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip review xe lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.